dĩa nhựa tiếng hát Việt hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả một chương trình thu thanh đặc biệt giả khúc cho tình nhân cuối cùng với chủ đề cho cuộc tình đã mất. Mới đó mà đã 18 năm trôi qua trên con đường dấn thân chinh phục những bản tình ca xa xưa lẫy lừng của một thời vàng son vàng bóng. Đàm Vĩnh Hưng đã thực hiện được giấc mơ gọi tên mỗi khi có ai đó nhắc đến hai chữ nhạc xưa. Vô số những bản tình ca tưởng chừng đã ngủ yên trước sự đổi thay của âm nhạc thời cuộc, nhưng không, từng giai điệu và lời ca đẹp đẽ ấy đã cùng Đàm Vĩnh Hưng sánh bước trên hành trình tìm lại cố nhân tri kỷ của mình đã thất lạc nhau suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng. Và dĩa hát sau cùng của chương trình giả khúc cho tình nhân này sẽ là một kỷ niệm thật đẹp cho cả Đàm Vĩnh Hưng và những người mộ điệu, với mong muốn mang lại một điều gì đó thật khác biệt nhất từ trước cho đến nay. Đàm Vĩnh Hưng đã sâu chuỗi sắp xếp một cách tài tình và thú vị các bài hát lại với nhau, mà theo cách gọi của giới trẻ tân thời, đó chính là mashup. Bên cạnh sự góp mặt của các tài danh như Dương Triều Vũ, Uyên Linh, Trúc Nhân, Trung Quân và Xuân Nghi, vẫn bằng tiếng hát nồng nàn du dương tình ái, Đàm Vĩnh Hưng sẽ đưa quý vị về lại những khung trời hoa bướm ngày xưa. Và bây giờ xin kính mời quý vị thưởng thức chương trình giả khúc cho tình nhân cuối cùng với chủ đề cho